Hôm nay tôi sẽ khui hộp Bugatti Divo tỷ lệ 1:18 nhé. Hộp này tông màu đỏ này. Bên trong là hộp xốp chống sốc. Bản này thì sẽ có 3 màu cho anh em lựa chọn nhé. Màu xốp đang cầm trên tay đây là màu đỏ mận này. Ngoài ra còn có màu trắng và màu vàng. Ở dưới gầm xe sẽ có một chốt màu trắng này. Chúng ta rút chốt màu trắng này nhé. Chốt này chốt cách pin và sẽ có công tắc 3 chế độ này. Bật ra giữa thì mọi người sẽ thấy cụm đèn xi nhan sẽ sáng nhấp nháy màu vàng. Đèn hậu sáng nhấp nháy đỏ này. Bật chế độ on thì mọi người sẽ thấy cụm đèn treo sáng này, đèn treo sáng. Đèn bên nội thất xe thì sẽ sáng xanh. Để xe trên mặt phẳng đến phần đầu xe thì sẽ có đèn pha sáng và âm thanh tiếng động cơ anh chị ạ. Mở capo này. Mở được cửa này. Bản này full kính này. Thật xe này. Cũng vô lăng này. Bấm còi ở trên vô lăng anh chị nhé. Mở được cửa. Cửa bên tài và bên phụ, mở capo, có đuôi gió ở phía sau, xe chạy cót, nhún sau này, nhún trước này, có đánh lái này.